I'm Tuan Le, and I'm the artistic director of the AO show. And I was born in a family of artists. After a while being away from Vietnam, I felt like this country need to find an identity for Vietnam circles. Bamboo has been used in daily life in Vietnam and Asia general a lot, but I use bamboo as a subject and a main character in my work to discover and also develop new circles and new technique with this element. Hello, my name is Duc. I'm artist of AO show. Khi mà mình biểu diễn trên sân khấu với cái sở thích của mình đó là mang võ thuật. Mà bạn biết đấy thì ở Việt Nam thì có rất nhiều môn võ thuật vô Việt Nam, bạn biết không? Nhưng mình muốn chuyển thể cái thể loại từ đặc trưng là siếc, là múa đơn thuần mà có mang một chút nội tâm ở bên trong. Lý do em thích làm xiếc là vì mỗi lần được biểu diễn ở trên sân khấu, cảm giác như mình được mọi người để ý đến và được tỏa sáng. Và mỗi lần được mọi người vỗ tay là lòng dâng trào mà không biết nói cảm xúc đấy nó như thế nào. The humor in my show, in my creation, is what I receive from the people living here. The way how they laugh and the things, what they are laughing about. Sometimes it's very cute and very small and very gentle. It's very simple, but you can get touch about that. And it's not about high technology. It's about the people together, working together and being together and growing up day by day. With each other. Gia đình em không mong muốn một đứa con của mình bị chấn thương, làm cho gia đình cảm thấy rất là đau lòng. Chỉ nhìn thấy đứa con hỏi chứ không mình vậy, nên em suy nghĩ được vậy và em không bao giờ để gia đình em biết. Thì tới khi mà AO show được công diễn rồi, tới em có vé mời gia đình em tới coi, thì khi mà coi xong chương trình đó em bước ra ngoài cổng thì gia đình em không nói gì hết, chỉ ôm em và khóc thôi.